nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 34 năm ngày Hội Biên phòng Toàn dân, lãnh đạo huyện Gia Rai đã thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ tại các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn. Huyện Gia Rai hiện có 5 đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn, quản lý gần 80 km đường biên giới với 15 cột mốc chính tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các xã biên giới, tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thăm hỏi, chia sẻ, động viên với những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo huyện Gia Rai ghi nhận biểu dương những thành tích cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đề nghị cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện Gia Rai ngày càng ổn định và phát triển.